Xin chào các bạn, chào bạn Duy Nguyễn ở Dương Minh Châu, Tây Ninh. Cái clip này mình tặng cho bạn nè. Bạn đặt mình hai cái bảng cắp với một cái dao, với một cái bảng lót, với thêm một cái lưỡi dao xịn nữa. Đây, cái bảng cắt của bạn đây. Bạn đặt bảng máy chèo 19, 12, 250 chèo vạch từ 140 cho tới 250. Nào, 19, 12, 250 chèo. Mình vạch cho từ 250 cho tới 140 luôn. Mình muốn cắt dài bao nhiêu cũng cũng được hết trơn á. Bảng này dày 3 ly. Còn cái bảng tới má đây. 19, 13, 150 chèo luôn. Vạch từ 120 cho tới 150. Cái khổ 19, 13, 150 này là nhiều anh em xài lắm nè. Thông dụng. Cái bảng này cũng 3 ly luôn. Đây, cây dao của bạn đây. Cây dao này là cây dao thường nhưng mà nó ngon này. Thường nhưng mà ngon. Dao này là đường kính 45 mm. Có nghĩa là đường kính cái lưỡi á. Còn cái bảng lót này. Cái bảng này cũng bảng thường luôn. Nói chung đồ thường thì xài cũng ok rồi, không đến nỗi. Còn cây thước này là mình tặng để đo thun. Bạn sẽ trải thun ra. Như bạn cắt lên 250 thì bạn đo trên cái vạch này nè. 250. Tính từ cái đầu này đi cho nó dễ. 5, 10, 15, 20, 25 nó lên là vạch này. Xong rồi bạn mới kè cái thước này nè. Nó có cái vạch đánh dấu đây nè. Rồi bạn sẽ kè trùng với cái vạch trên cái bảng lót á. Xong bạn lấy dao bạn cứa ngang đây. Là đúng, nó sẽ đứt ra một đoạn như ý của bạn luôn. Lưỡi dao đây. Lưỡi này là lưỡi xịn này nha các bạn. 40.000 một lưỡi nhưng mà lưỡi này là xịn đấy đó. Cắt 20 mét thùng chưa xi nhê. Còn cái lưỡi thường có 20.000 nó cắt có 1 mét 2 mét là bắt đầu nó oằn cái lưỡi rồi các bạn. Còn lưỡi này là xịn này nè. Đó, nguyên bộ của bạn. Hai cái bảng, một cái dao, một cái bảng lót với thêm cái lưỡi dao. Để quay clip xong rồi mình băng bó lại rồi mình gói lại mình gửi cho bạn. Còn anh em nào mà muốn hàng xịn á thì xài cái hiệu Onfa nè. Đây, cái lưỡi dao này là lưỡi dao xịn nè. Đó, đường kính 45 mm. Anh em nào mua dao thường nhưng mà gắn cái lưỡi xịn này vô vẫn được nha các bạn. Hai cái lưỡi này là cùng thông số 45 mm nè. Đó là hai đường kính con dao nó bằng nhau, thông số như nhau. Mà cái này là xịn rồi thì cái này nó còn xịn hơn, tức là hiệu xịn nó vẫn nó bén dữ lắm, giá nó gấp mắc gấp đôi. Còn cái dao này nữa nè,
Dạo này thì khỏi nói rồi các bạn, hàng VIP rồi. Hiệu Alpha này là VIP rồi nè các bạn, xài này không chê vào đâu được. Đây, bạn thích xài cái bảng lót xịn thì đây, xài hiệu Alpha này luôn, bao xịn luôn. Nó mỏng nhưng mà nó châu bò luôn các bạn. Cái bảng của mình xài 3 4 năm mà chưa hư nữa. Mắc cấp 3 cái này nhưng mà tính ra cái giá trị của nó gấp trăm lần cái bảng kia luôn. Thì cái này rồi tùy vào điều kiện của anh em. Ok. Rồi, mình chào bạn nha. Chút nữa mình gửi cho.